Ê, cháu chịu đây, khiếp trở về chị. Cháu mà ăn thường mà ăn nhớ vậy không cách làm việc đây. Cái nhìn nó tạo mình. Tao bà để là người nào tạo cái hiểu thằng nhà từ nạ vậy nhé. Ai để thấy tao hỏi thăm mạo điểm được mà tạo thích. Cứ sốt ruột vậy. Mày quá mình xuống đây thì bà đang điện về. Cháu điện ra ấy. Cháu điện ra cho mẹ là cho được luôn. Thì mẹ cho cái máy này. Khỏe đây nó khỏe rồi. Bây giờ người ta mổ cái đau trường hợp nào nó bác sĩ nói như thể nên tỉnh chứ nó để dễ là để trong huyện đây cũng được. Tỉnh như này đây là tỉnh Ninh Bình à? Tỉnh Ninh Bình. Là bên ngoài là bộ tâm đấy à? Xa nữa rồi, đi trên tỉnh như kiểu cho thành phố Thanh Hóa ấy. Đấy tao bảo, tao bảo lại hôm qua bảo tao cũng nhắc bộ tâm như là mãi trên đấy thì tao ra tay chơi, bộ tâm tao ra tay chơi tính mà sao vậy? Mãi tao tỉnh nhắc bộ tâm thôi. Chứ không phải con mà cháu mà cái tuổi nha. Thì mình nó cũng thương thương. Nó khỏe nó mừng rồi. Khỏe vậy nhưng mà nếu mà không mấy thì chiều nay đã về. Không kệ nữa. Để nó nhỏ nó mấy nhỏ nó khỏe. Khỏe nhưng mà nhiều nó cũng ra đủ ngay như con Mun kia là hôm nay là được về. Đấy khỏe mà. Con đấy là vừa đủ ngày à? Con này thiếu mấy ngày? Rõ nữa cơ. Không hỏi chị. Bây giờ để hai con trả giờ hiện đại chúng ta trước cứ đang làm về để đẹp. Chẳng chiêu âm chẳng biết ngày nào. Chị Nhung mà vào huyện mà bắt mổ lâu rồi. Ừ. Chẳng biết ngày nào nhé. Ra chạm xong nó đau nó ra cái nước nhiều xong ra chạm về tuần đi. Chẳng nào chạm về về để đau bụng mà bản mình đỡ vậy. Ngày xưa tưởng dễ vậy. Thế chị Nhung là chị Nhung đi về nhé. Ai? Hương, thịt sang là nấu cho cháu ăn.